Lại có chúng sinh được loài người không đương theo chính giác tu Tam Ma Đề. Từ loài người họ không tu hành chính định, tu đại định lăng nghiêm, chẳng hành công phu quay trở lại tánh nghe để lắng nghe tự tánh, mà tu tập theo vọng tưởng. Có thể họ sẽ nghĩ như bây giờ ta tu hành, khi thành công mọi người sẽ thấy pháp thuật của ta, lúc đó họ sẽ tin ta, khâm phục ta, nghe theo lời của ta. Đấy không phải là mục đích tu hành để thành Phật. Họ chỉ muốn phát triển khả năng khéo léo để được mọi người khâm phục, phụng sự. Đấy là cách thể hiện lòng tham và ngu ngốc của chính mình như vậy. Để tâm củng cố hình hài, đến nơi rừng núi, những chỗ người ta không đến được, thành 10 thứ tiên, họ vọng tưởng mình sẽ được trường sinh bất tử. Thế nên họ đi vào rừng sâu, nơi không ai đến được. Kinh văn: A Nan, bỉ chư chúng sanh kiên cố phục nhị như bất hưu tức, thực đạo viên thành, danh địa hành tiên. Việt dịch: A Nan, các chúng sinh kia kiên cố dùng đồ bổ dưỡng mà không dừng nghỉ, khi đạo ăn được thành tựu thì gọi là địa hành tiên. Giảng giải: A Nan, các chúng sinh kia kiên cố dùng đồ bổ dưỡng mà không dừng nghỉ, họ dùng thức ăn, các dược chất, mục đích để được bất tử. Kiên cố chỉ sự kiên trì thực hiện, có người giải thích đó là lòng tin tuyệt đối khi thực hiện. Họ rất chuyên cần, ngày này qua ngày khác luôn phát huy khả năng, luyện tập và dùng thuốc, chỉ mong được sống mãi. Khi đạo ăn được thành tựu thì gọi là địa hành tiên. Kết quả họ có được thân hình rất nhẹ, khi đi đầy đó họ có thể chạy cực nhanh, nhanh hơn cả đà điểu Australia. Các thần tiên di hành như bay trên mặt đất như thế nên gọi là địa hành tiên. Kinh văn: kiên cố thảo mộc nhi bất hiếu tức, dược đạo viên thành, danh vi hành tiên. Danh phi hành tiên. Việt dịch: kiên cố dùng cỏ cây mà không dừng nghỉ, khi dạo thuốc dược thành tựu gọi là phi hành tiên. Giảng giải: kiên cố dùng cỏ cây mà không dừng nghỉ, họ quyết định kiên trì và thực hiện cho bằng được. Nếu ai đó khuyên bảo thôi đi, họ không màng đến, lòng họ cứng rắn hơn sắt đá. Họ tin vào cách thức tu luyện của chính mình, đấy là luyện thảo dược làm thức ăn hàng ngày, khi dạo thuốc dược thành tựu gọi là phi hành tiên. Thân thể họ nhẹ nhàng như khói thuốc, họ có thể đi trên mây, bay lơ lửng như sương. Kinh văn: kiên cố kim thạch nhi bất hiếu tức, hóa đạo viên thành, danh du hành tiên. Việt dịch: kiên cố dùng kim thạch và không dừng nghỉ, khi đạo hóa chất được thành tựu gọi là du hành tiên. Giảng giải: kiên cố dùng kim thạch và không dừng nghỉ, tâm ý quyết định kiên trì thực hiện cho được việc. Họ trộn lẫn thủy ngân và chì, hoặc vàng và bạc, sau đó nấu đi nấu lại, luyện liên tục suốt 49 ngày hoặc 21 ngày thành một loại linh dược gọi là thuốc trường sinh. Mục đích thành công của họ là trường sinh bất tử, thoát thai hóa cốt. Khi đạo hóa chất được thành tựu gọi là du hành tiên, tu luyện được siêu thoát, họ có thể đi khắp đó đây theo ý muốn. Kinh văn: kiên cố động chỉ nhi bất hiếu tức, khí tinh viên thành, danh không hành tiên. Việt dịch: kiên cố làm những động tác mà không dừng nghỉ, khi khí tinh thành tựu thì gọi là du hành tiên. Giảng giải: kiên cố làm những động tác mà không dừng nghỉ, làm những động tác chẳng hạn như luyện quyền thuật, tập thái cực đạo và tu hành tịnh công, như luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư. Họ luyện tinh hóa khí cách nào? Họ ngồi thiền và không để tinh khí thoát ra ngoài, họ không gần gũi đàn bà. Khi tinh không thoát, nó ngược trở lại, người hành công phu làm cho tinh hóa khí thành luồng khí. Luồng khí này sẽ hòa quyện khắp châu thân, đoạn tập trung tư tưởng biến hóa khí thành thần, tinh thần, từ thần lại trở về với hư không, cho đến khi chính mình như hư không. Sách Đạo Gia Ngọc Hoàng Tâm Ấn Kinh viết: thượng dược có ba phẩm, thần và khí, tinh mơ hồ phảng phất, thăm thẳm mông minh. Khi khí tinh thành tựu thì gọi là du hành tiên. Kinh văn: kiên cố tân dịch nhi bất hiếu tức, nhuận đức viên thành, danh thiên hành tiên. Việt dịch: kiên cố luyện nước bọt mà không dừng nghỉ, khi nhuận đức được thành tựu gọi là thiên hành tiên. Giảng giải: các giai đoạn trên nói về sự bất tử du hành trong không gian, ở đây sẽ thuật sự việc con người có thể đi lên cõi trời. Kiên cố luyện nước bọt mà không dừng nghỉ,
đặt lưỡi cong lên đốc họng để tiết ra nước bọt. Nước bọt ấy đạo gia gọi là ngọc dịch, là cổ thiên trì. Khi nước bọt tiết ra nhiều thì nuốt vào bụng, lão giáo cho rằng đó là linh đan bất diệt. Họ bảo nếu muốn trường sinh và bất lão, tất phải hồi tinh để nuôi dưỡng lão. Họ tập trung tâm ý chuyển tinh lên đỉnh đầu, tăng sức mạnh cho não. Khi nhuận đức được thành tựu thì gọi là thiên thành tiên. Khi thành công, mặt của họ sẽ hồng hào trẻ lại như đứa bé mặc dù đã lớn tuổi. Đấy là các thiên hành tiên. Ha ha ha, 问什么的说